xong, nếu các bạn là người đi mua người thì các bạn hãy đọc được mánh của thằng ứng viên, tức là thằng bạn. Còn nếu các chị là thằng đi tuyển thì các bạn hãy có nghề. Vậy thì các bạn đừng để kẻ khác có mặt nhé, với bài hôm nay. Cho nên chúng ta mới lấy một quan hệ thôi nhé, để các chị hiểu cái khác cơ. Cái khác là cái gì ngay sẽ để tôi nói. Các bạn hiểu lớn lên. Hạ gục nhà tuyển dụng, nó vào nhà tuyển dụng. Thế bây giờ các chị phải mở rộng vấn đề ra. Nhà tuyển dụng là ai? Cái nội dung bài giảng nó hàng trăm năm nó mới đúc kết ra nhé. Anh Chí à, không một ai sau lưng anh ấy mà nói chuyện với tao không phục anh ấy. Phản xạ rất tốt, ngắn gọn, có học là có hơn à. Không ai trời đất này sinh ra là mặc định hơn người, mà cũng chẳng sinh ra mình mặc định dưới người. Nhưng tất cả đều do học mà ra. Bạn nên nhớ đặc biệt triết lý triết học là vậy. Kỹ năng số 1 giống cổng đầu tiên, đó là kỹ năng nghề. Mỗi kẻ tối thiểu phải có 3 nghề cho mình. Nhưng khi mày đi bán, mày phải xòe được cái nghề mày có ra. Là nghề gì? Dạ, nói chung là em làm cái gì cũng được. Vậy thì cái phần này nó hay lắm, nó dài lắm. Nhưng mà phần tuyển dụng tôi nói rồi. Cho nên đầu tiên bạn phải có kỹ năng nghề 2 chấm. Nó là các yếu tố kỹ thuật để xử lý một công việc nào đó. Thế mày giải quyết rất tốt thì mày mới nhận ra vấn đề, mày mới dự báo được nó, rồi mày có lấy bàn tay mày ngăn được nó và giải quyết nó. À đây, cho nên này, đầu tiên anh phải có cái hành trang này. Cho nên yếu tố đầu tiên nghề nó có 2 chất. Mày phải xử lý được công việc do chuyên ngành mày học. Và điều thứ hai là cái việc xử lý ấy phải làm bằng công nghệ thông tin. Như vậy công nghệ thông tin không còn là gen trội nữa, mà là yếu tố bắt buộc mang tính thường kỳ. Với tư cách là cai trị, là người quản trị nhân sự, những kiến thức này vô cùng lợi hại. Các bạn ngồi trong cuộc họp, các bạn chỉ quất một câu thôi, mai uy tín các chị lên làm ầm. Nghề là phải giải quyết được về mặt kỹ thuật một việc nào đó, ví dụ nghề lãnh đạo các bạn, nhưng phải giải quyết được bằng công nghệ. Công cụ không phải là cái búa, không phải là quân số, mà xử lý bằng công nghệ. Chấm. Đây là hành trang bắt buộc phải có. Còn hành trang khác, hành trang kỹ năng khác có thể không cần. Đây là hành trang bắt buộc phải có, vì ta thuê mày vào để ta xử lý việc trực tiếp ấy. Cả nhà thì chú ý cái điều đó. Chấm. Khi thay đổi một công việc, yếu tố kỹ thuật và công nghệ thực hiện công việc cũng phải thay đổi. Điều đó có nghĩa là mày có một nghề từ đời mày mà. Những kẻ cực giỏi về nghề chỉ có ý nghĩa giỏi ở công việc hiện tại mà thôi. Nghe là để hiểu. Bán hàng, nghe để hiểu nhu cầu người ta. Các bạn ạ, cái người nghe là nghe đúng ấy, là tập trung nghe để hiểu. Nghe để hiểu các bạn ạ. Phải, chứ không phải nghe để chờ đến lượt mình nói. Tôi mà là người học, tôi sẽ cần từng chữ, xong tôi luyện, dạy con. Quá trình dạy con chính là dạy mình. Kỹ năng viết. Viết có ý nghĩa tạo nên ấn tượng lâu dài về con người viết ra nó. Vậy thì khi nào bạn cần ấn tượng thì hãy viết. Nội dung của khả năng giao tiếp công nghệ này nhé, là khả năng đánh giá được ưu và nhược, chứ không phải cái thao tác ở trên email, mà khả năng đánh giá được ưu và nhược của từng phương thức
Từng nền tảng rồi chọn nó một cách phù hợp cho nội dung truyền tải. Nó không phải khả năng viết, vì viết là khả năng trên rồi, mà đây là khả năng chọn cái kênh nào để mà bung lụa các bạn à. Và cái kênh ấy nó sẽ ăn ở nội dung đó. Kênh công việc nó khác, kênh việc tuyệt mật nó khác, rất bài bản như vậy. Như vậy kỹ năng 2 xong thì đấy là kỹ năng giao tiếp ở trong chú ý đầu tiên. Số giao chú ý thứ hai, ngoài kỹ năng nói, nghe, viết và công nghệ thì nó còn kèm theo sự đồng bộ yếu tố kết hợp nhé. Đó là yếu tố phi ngôn ngữ. Nếu hai cái này mà không đồng bộ, các bạn nói giỏi mấy, các bạn cũng tự vả vào mặt mình. Các bạn luyện cho tôi từng chi tiết, nếu không các bạn thất bại. Nó nằm trong nguồn năng lực kinh doanh, và nó thuộc phạm chủ IQ. Còn kỹ năng nghề là IQ. Trường Doanh Nhân PR.